Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Remitano hoặc Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 20% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay, Giám đốc đầu tư toàn cầu Van X đã nộp đơn đăng ký thành lập quỹ ETF Bitcoin vào tháng 12 năm 2020. Tuy nhiên, SEC vẫn chưa đưa ra quyết định, tương tự với nhiều đơn đăng ký ETF khác. Trong một cuộc thảo luận gần đây, Van X hy vọng quỹ ETF sẽ sớm được chấp thuận. Quyết định này có thể sẽ được đưa ra vào tháng 10. SEC vẫn chưa đưa ra quyết định về Bitcoin Trust và đã trì hoãn quyết định 2 lần. Trên thực tế, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ hoãn lần đầu tiên vào tháng 4 và sau đó là vào tháng 7 năm nay. Hiện tại có tới 19 quỹ ETF Bitcoin đang chờ đợi cái gật đầu của SEC. Trong khi đó, Canada đã tung ra Bitcoin ETF đầu tiên và cả quỹ Ethereum. Tuy nhiên, không giống như thị trường tiền điện tử giao ngay, Chủ tịch SEC Hoa Kỳ Gary Gensler đã ủng hộ quỹ ETF Bitcoin Future và hối thúc nhân viên của mình: "Tôi mong nhân viên xem xét chấp nhận các hồ sơ ETF Bitcoin Future." Theo Van X, SEC không thể nói không với ETF. Gensler cảm thấy thoải mái hơn khi tiền điện tử được giao dịch với các sàn được quản lý và các thực thể mà SEC có thể tương tác hoặc các cơ quan quản lý liên bang khác. Vì vậy, đó là lý do tại sao ngài nói những điều tích cực về hợp đồng tương lai của Bitcoin. Nhà phân tích nổi tiếng Lark David gần đây cũng tin rằng Bitcoin ETF sẽ được phê duyệt trong tháng 10 này. Những lý do mà SEC đưa ra để từ chối đã không còn tồn tại. Quỹ ETF Bitcoin là một điều buộc phải có để giúp những nhà đầu tư có kiến thức về tiền điện tử có thể tham gia thị trường một cách an toàn. SEC cần phải đưa ra quyết định nhanh chóng nếu họ không muốn bị cạnh tranh bởi nước láng giềng là Canada. Quỹ ETF của Canada đang bắt đầu thu hút nguồn vốn của nhiều tổ chức lớn, không chỉ các tổ chức trong nước mà ngay cả các tập đoàn của Hoa Kỳ. Quỹ nổi tiếng Arca Invest của Cathie Wood đã sẵn sàng đầu tư vào ETF Bitcoin ở Canada. Arca Invest đã nắm giữ một lượng Bitcoin đáng kể thông qua quỹ GBTC, được hỗ trợ bởi Grayscale. Trong trường hợp không có ETF Bitcoin của Hoa Kỳ, Grayscale Bitcoin Trust với hơn 30 tỷ đô la tài sản thường được coi là giải pháp thay thế tốt nhất. Quỹ của Cathie Wood hiện có 5,5% tài sản, trị giá khoảng 314 triệu đô la trong quỹ Grayscale, quỹ lớn thứ hai chỉ sau Tesla. Tuy nhiên, Arca Invest đang thận trọng về việc đặt tất cả các khoản đầu tư Bitcoin của mình vào Grayscale. Quỹ này không thể tạo ra hoặc mua lại cổ phiếu một cách tự do như Bitcoin ETF. Điều đó có nghĩa là quỹ Grayscale có thể giao dịch với mức phí bảo hiểm hoặc chiết khấu theo giá của Bitcoin, tùy thuộc vào nhu cầu của nhà đầu tư đối với chính quỹ đó. Từ khi thành lập vào năm 2013 cho đến tháng 2, quỹ Grayscale đã giao dịch với giá cao hơn Bitcoin, bất chấp sự biến động của đồng tiền kỹ thuật số. Các nhà đầu tư đổ dồn vào quỹ vì đây là lựa chọn duy nhất của họ. Nhưng sức hút của cổ phiếu Grayscale đã kém thu hút hơn khi giá Bitcoin giảm và các sản phẩm đối thủ xuất hiện, bao gồm một quỹ khác là Osprey Bitcoin Trust, viết tắt là OBTC, và nhiều ETF Bitcoin của Canada. Vào thời điểm tồi tệ nhất, Grayscale giao dịch rẻ hơn 20% so với tài sản Bitcoin cơ bản của nó. Chắc chắn SEC cần phải sớm đưa ra quyết định về Bitcoin ETF, vì đây là sự mong đợi của tất cả các nhà đầu tư crypto, không chỉ ở riêng Hoa Kỳ. Sau khi quỹ được phê duyệt, chắc chắn sẽ có một nguồn vốn lớn đổ vào thị trường và khi đó giá của Bitcoin sẽ tăng chóng mặt. Và đó là thông tin của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.